Cái này nó không có. từ từ nó phải chậm hơn vài giây. Mà dân lên coi có không. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình sẽ chơi Killer bào ngoại mới mua đây nha. Có gì hết không, năng cho bác ạ. Rồi cấp 3 đủ rồi. Ghê đi. Không biết con killer này có sức mạnh gì. Test. Để test thử con killer này coi. Rồi đã vô. Test thử sức mạnh killer bà ngoại. Mình sẽ đánh dấu mấy cái chỗ cái máy nha. Bắt nhỏ nhỏ thì lớn quá nghe ông sầm. Bấm lo lên chơi dễ hơn nhé, phải không? Thì tắt đi. Tắt lo vậy. Nó lưu lại 2 lần hả? Chứ sao nó thu âm rồi, nó thu âm rồi cho cái laptop vô là thành âm rồi. Nhưng mà nó đâu có gần cái này đâu mà mình nói. Mở đeo tai phone đau lỗ tai không chứ. Cái quạt nó còn nghe âm thanh thì nó hiểu sao chứ nó. Nói danh nói từ xa nó không nghe đâu. Nãy giờ danh nói chuyện đâu nghe đâu. Sao không nghe? Vô. Ồ, thấy kêu là bà ngoại chưa? Quýp không? Ôi, nhìn bà thấy ớn chết. Đù, chiêu vẽ hình tam giác luôn. Mình sẽ vẽ mấy cái hình ở chỗ cái máy. Đâu có sắp mặt với bà ngoại được. Đó. Nó đâu rồi?
cấp 7 rồi đó. Chưa biết, chưa lên nó làm sao. Leo lên cầu thang. Để đâu rồi? Mấy cái cỏ nhìn không thấy. Lên dĩ nằm con. Hí cái gì mà hí. Dí nè. Ừ hả bưởi. Đừng có nhờn với anh. Con này đã xui rồi. Tới số rồi con. Trên đó hả? Đừng nhờn với anh. Trốn đâu con? Mày ơi, sửa máy hả mày? Sắp mặt không có đâu con. Để đâu cho thoát.
đi tới không được, có kỳ á, đi nó bị dính luôn rồi. Ôi xàm, tự nhiên bị dính nút. Tai này mới nghe tiếng. Đấy rồi, nghe tiếng. Hàng gì đi không được, núp dưới lưng tao mày. Đâu rồi, đâu rồi. Mình phải đặt bẫy đây. Nó kìa, nó kìa. Thấy gọi hả? Treo nó luôn đi, kế bên đây nè. Lấy điểm mà. Thằng kia ở đâu? Nó không cứu được. Chết rồi. Mình chống cự vô cớ nữa hả? Cuối cùng cũng giết được hai thằng. Nó không cứu mày đâu. Hai kia nó mở cổng rồi, nó ra nó tiêu rồi. Nó mở cổng rồi. Còn không ra đi mấy ông cố, cho anh nữa hả? Kìa kìa. Lên dĩa nằm nè con. Cho anh hả mày? Cho anh cuối cùng chết thiệt.
killer vào ngoài quá lợi hại. Bảy đó nó đứng im lại, đố thằng kia lại đây cứu đó. Đố thằng kia lại đây đó. Thôi thằng kia chạy rồi. Phá cái móc của tôi ạ. Phá cái móc của tôi ạ. Phá. Chống cự nè. Chống cự nè. Chống cự. Chống cự nè. Ô ô, đã giết được ba thằng. Quá lợi hại. Các bạn thấy gì chưa? Bà ngoại đấy chạy cốc cốc. Thấy gớm chưa? Giờ chúng ta tiếp tục thôi. Có ai bình luận không? Có bình luận chỗ nào? Ủa sao nãy giờ nó không quay? Có bình luận không? Quá dữ mà. Bên nào? Trời ơi, nhấp vô coi. Go đó hả? Được con chặt đầu, bây giờ nhập Facebook tiếp. Mấy nữa? Rất là được con lại. Bèo, muốn hết quay ít kia được 500. Chơi Facebook được lần. Tại dạy. Không ai chọn búa chơi tiếp. Quay biết đâu được tốt. Bốn thằng mới được hả ta, ba thằng không được á. Nè đổi cấp một đôi trước nha. Ừ. Bây giờ gỡ nó lên là đổi trước. Hai muốn đổi cấp thì nè. Nơi đồ hả? Nơi đồ hết rồi. Đổi cấp đôi đi. Rồi lấy đi. Nhập code đi để nó hết hạn. Ừ.
được hai mấy ngàn phải không? Gì? Một nữa không? À, gì? Viết chơi dốc tài khoản trên 7 tài khoản đó ạ. Bây giờ thu cũng được cả trăm ngàn rồi. Đâu có coi rẻ đại vậy đó hả? Gì? Ờ, ai rảnh đâu mà coi. Đó, lên 4 tài khoản đó. Thì để lại mà. Kêu bà Bình thêm một cái nữa, má một cái nữa, bà thêm một cái nữa. Ai coi chừng hòa, coi chừng hòa. Má cái gì này cũng biết chừng. Sao nó đâu vô vậy? Lâu vô quá vậy anh. Hello, đâu? Ồ, xin chào. Lâu quá, nó không vô, chắc nó sợ rồi. Trả lời á. Có ba thằng lâu quá, đợi biết bao lâu luôn, trời ơi. Tôi đang test thử chiêu lên bà ngoại mà. Đợi biết bao lâu. Mới có level 3. Mua kêu nào vậy trời? Cái này xài có 4 ngày hả? Rồi, 4 thằng. Sẵn sàng đi mấy đứa. Sẵn sàng đi mấy bé. Hai ông già kìa, ê, hai ông già luôn. Đâu hai thằng này chơi cho một nít hay gì nè. Gimbat nè. Hai thằng này. Nè. Tên nó nằm trên. Thì tên nhân vật nằm dưới. Tên con nó tên vậy. Ừ. Hai ông này là như là bồ với nhau nè. Bây giờ nó sẵn sàng trước rồi mà mấy kia chưa sẵn sàng mà. Nhất định phải treo được hai thằng trở lên mới được. Mấy này sửa máy hay quá. Nó sửa máy rồi mà thấy hoài luôn không có nổ. Phải nâng cấp lên cái gì sửa máy lâu lâu cái gì sửa máy gì thôi quá. Này đúng ra ba thằng là vừa, bốn thằng khó quá, khó tìm lắm. Không có thằng nào vô hết. Không có nào vô đợt. Ngập mạng với con sát thủ này hết. Bà ngoại ơi, sao bà ngoại không có được ăn con thịt. Ẩm em béo qua đây nè em ơi. Em ơi. Ẩm em béo qua đây rồi, không phải sửa.
Lâu quá cho anh chơi không? Bà ngoại nó chạy nhanh lắm á, giỡn hoài. Nó đụng con đó là nó đi chậm lại chứ bộ. Nó cũng phải bị cái gì đó chứ đâu phải. Nhưng mà tao thấy thằng kia nó biến qua anh kia được á, nhấp chuột phải như biến lại gần nữa đi. Từ từ mới biết. Đâu lên lên coi mà cách sử dụng kêu lơ bằng mà kêu lơ coi tiếng Anh đâu ạ. Ủa này coi rồi hết trơn mà làm gì mà còn nữa. Kêu bà Bình coi cái đi. Không ai chơi hết trơn. Tự nhiên đi coi cái con này chứ vậy. Coi cái nào không có tiếng. Không ai vô hết trời ơi. Sao vô lâu quá vậy. Mình đổi con búa thử coi. Danh năng con búa làm sao vậy? Cái này móc câu nè. Bốn chiêu cơ bản của nó đâu. Nè ba chiêu cơ bản của nó nè. Sắm xài. Sắm xài chiêu này.
con trở về nhà thân chán quá đi. Đúng tiếng đồng hồ chưa tắt chim à. Tắt chim chuyển sang AGK. Vô lại, ra vô lại. Lâu quá đi. Chơi mà đợi kiểu này chắc chán chết luôn. Nè nó đặt tên giống nhau nè, Honey Gum Gum nè. Nhìn là biết hai thằng này bò rồi. Ta sẽ giết thằng này trước. Chưa ai vô, ba thằng vốn được hả? Bốn thằng mới được. Có ba thằng rồi các bạn ơi, lâu quá đi. Để lưng giùm á. Gãy giùm chút thôi. Không tới. Mà đi pha phải sửa một cái trong thời gian chờ đợi đó. Khoan 2 ly không? Trong thời gian chờ đợi thì mình nhớ nhẹ.
Theo bài gì đây? Tam táo. Cảm ơn bạn Tam Tảo đã đăng ký cho mình. Em Tam Tảo là gái hả? Không trả lời là gì vậy ha, không trả lời gì chứ. Quan trọng vẫn là thần thái, chẳng bao giờ phát xa là bên trong vẫn là thần thái. Chào, tiếp tục là kêu lơ bà ngoại nữa. Để ra coi nước sôi cho mình thấy đi. Tôi đang nấu nước. Nó đang chơi rồi, thôi béo chơi đi. Chơi tôi quậy sữa à, thử. Đã thử kêu lơ. Kêu lơ bà ngoại. Đắc quyết 2. Đắc quyết 1 đi quậy sữa thôi.
một vụ. Cái nút bị hư gì á, không được. Ờ, không, nhiều khi nó đứng ở dưới chân thì sao á. Đứng đâu, mấy giờ mới còn gì. Để tao bị nữa, đó đó, đó. Đặt bẫy có tiền bị gì không. Như nó đi chậm lại á. Chậm gì có lúc mà. Thôi thằng này dở, nó không biết sắp mặt. Nó không biết đập sắp mặt rồi, gượt theo nó đi. Chứ có lúc bay không được hả. Đó, đó, đó. Nó ngồi chỗ nãy kìa, không thấy nó. Đó. Tôi thấy nó ngồi. Ba đứa nút rồi. Giờ ba đứa đây. Kẹt nút vô nhà chơi hư nút này chứ đâu. Có đâu, mới chơi có bạc nữa rồi. Tự nhiên nghĩ hư chơi sáng. Rồi nó dính nó lại đỉnh đi chỗ khác. Rồi. Làm mấy cái kẹt nút này nè. Nút D nè chứ nút gì. D à? Cái gì? Đi, được đi bằng bên đây được không? Ờ đi bằng bên đó đi. Đi gì? Bên đây. Ừ. Không có xài chuột đâu. Đi được đâu? Mấy cái này lên xuống qua lại giờ mà. Xong luôn rồi. Để dán thầu đi chơi.
Cha bắn quăng trồng. Thật thiệt chứ. Mất bị hư gì vậy? Chưa đâu, chưa được năm mà. Đây, chúng ta sẽ chơi con killer bà ngoại. Ôi, quay một cái nói qua nó xì rồi. Vừa giữ em bé vừa chơi luôn ấy, ghê không? Này mà chim được em bé này nó mới phái nè. Em bé chơi killer bà ngoại. Các bạn ơi, mình đang điều khiển con killer bà ngoại đây. Nó chắc vòng vòng ở đây rồi. Kìa kìa, nó kìa các bạn. Giận với anh hả mày? Ôi, ấm em bé ra giùm coi Danh. Giữ em bé rồi sao chơi đây. Nó thật ngược thấy được con này mới.
Đố mày thoát được đó. Chào Phùng Gia Hy. Chạy được hai thằng rồi. Mọi người chơi đây. Vinh nghĩ sợ đâu. Ca cù bắp gì? Trời ghê vậy. Trời ca luôn ghê vậy. Chơi vậy không có nghiên cứu kỹ con này sao. Vì mà nói cái đó cái bẫy. Chúng có bị gì đâu. Thì cũng có hai nút chuột phải nhưng gì khó quá đâu. Cái gì đâu. Nó làm được gì đâu. Một, hai, ba, bốn ngày. Có chắc sẽ vui. Từng lời hứa như về sau gần lòng.
Hello, chào bạn Sunny. Và chẳng hạn mình đang xe lấy kim. Không, mình chơi cũng nhiều lần rồi, tại bạn không coi video của mình. Mình chỉ thử cái killer này thôi. Sao cái này nó bị đứng hình vậy? Chú Út mày chơi đi. Chú ơi chú Út à. Sunny Edgar hỏi mình mới chơi Dead by Daylight. Chơi cũng nhiều lần rồi mà. Tại nút bàn phím bị hư gì á. Hên mình. Bàn phím bị hư. Nên ảnh hưởng. Bắt có được đâu. Đang xe lại chi vậy. Vô nó không có lút cái bóc. Có vụ đó nó. Gió mọc ói hè. Có chỗ này qua lại đâu. Đặt bẫy trong nhà nè, hỏi cũng chạy ra à. Mình đi đâu bị dính không? Kia mình đều dính không? Ừ. Rồi cái bẫy này mình lấy ở đâu? Nó có hoài lắm. Hay là đạp mình mất rồi mới có? Đạp, còn hoài. Đó nó đạp hay gì? Ủa sống được. Yeah. Không cứu nữa em. Không treo cũng vậy thôi. Nó chỉ có thằng đường đi lên thôi. Có thằng đường bên, có thằng đường bên thôi. Nó hù nó lại đi trong mát hay gì đó. Mất cái gì á. Mất mà. Chịu, phải giết này luôn chứ. Mất hay chưa? Cái ai nhắn tin này điện kìa. Xách đèn ra đi. Đi
xuống hàm nữa. Rồi nghe nè. Rồi ẩm chi nó chạy không có đâu, nhỏ thằng nhỏ cầm miền pin khác. Chưa chị nhầm nó hoài. Trời trời, xe sức quá. Cái sao? Lùa nó lại kìa. Không có biết thằng kia có cái bẫy này. Được nữa, hay thiệt. Mấy giây à. Lâu quá không chim. Lâu rồi không chim hả? Phan, để tôi nhận ra anh. Âm thanh đi sau hình ảnh. Vậy mà chưa gục nữa kìa. Mình đã hồi máu ghê. Cầm mắt kính nè, ủa nó cầm cái đèn pin nè. Có hai thằng đó là vụ gì. Nó đâu ra cũng băng làm bài vậy. Cú xuống rồi gợt mấy chết được chứ. Đâu đi đâu đây. Ừ.
Vì mới khó. Exit. Dục mé sốt. Đó. Mẹ trời trời. Mấy giây bị đâm rớt kìa. Mấy chứ. Xa thật kìa. Chẳng lẽ đây, từ đây tới đó bị gọi điện biên nó đi. Đánh gì nữa nó. Nó chạy rồi. Mỗi thằng cho một cái một à. Dễ gì thằng nó đứng đó hoài. Nó trúng rồi đó. Trong thời gian mình đi mà kìa, không nằm ra xàm nó hồi đâu nãy giờ mình được không. Nó còn hả, nghĩ đi đường này à. Quan trọng là thằng cầm đèn biết khó xử mà trời, ngay cục đá vậy mà cũng có cái đó nữa. Có mình đó mà. Có mình đó thôi, nén giết nó đi. Đấy. Hai đứa nó lại cứu nhau là ở gần nhau. Ở dưới đây có đồ không ta? Không đâu. Không kịp nó vãi.
Sao rồi? Sao còn đồ ba ngoài luôn. Trời ơi. Xuống hầm sao nó vẫn chống cự được nữa, trong khi mình chạy thẳng xuống hầm luôn mà. Đó, từ đây tới hầm có chút xíu chứ gì. Mà cũng xuống được nữa. Thời gian vãi. Trời trời, xuống tới thì cũng im được. Xàm chút. Đâu rồi? Đi hầm nè. Dưới hầm là gần nhất rồi. Không chết nữa đi. Không chết nữa đi. Có không? Ủa nó chết vậy? Chết đó. Đi lại chỗ mà cổng chứ. Hên nè, hên nè, gặp thằng nè. Ờ, cũng lại đây mở cổng rồi, nó không ra gì đâu, nó muốn lấy điểm kim mà. Cổng bên kia chứ gì. Mở rồi, mở rồi. Giả bộ quay mặt lại luôn thấy không? Rồi, rồi, rồi. Âm thanh đi trước tiếng là ai? Âm thanh không khớp thì anh nên sao vậy? Nó phải chồng chém cái nó mới chịu. Ngu hả? Chém cái mát điểm luôn. Sao âm thanh với hình không khớp thế? Không khớp thì mình dễ mình mới được gì làm sao coi mà yếu hả? Sunny Edgar lên xe lại kiếm tiếp. Mình dùng Unicode. Bèo đi. Đợi được code không? Nằm chứ. Dễ bắt mấy kia không? Còn không. Có bắt thấy bà. Không. Kia cầm cầm búa khỏi tốn tiền rồi dắt dễ nhất. Không nhớ. Lâu rồi sao không nhớ nổi.
Từ ấy trong ánh mừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. This party light is now lighting. Mạng bên ông yếu đó ông ơi. Âm thanh sao mà đi sao hình ảnh được. Nãy giờ đang chiến. Đi thắp đi kìa mày, đi vừa đi rửa xong rồi ghé rửa chén có liên gì đâu thì để nó nằm nó đại đi. Cho nó chạy mà nó cũng không chịu thoát nữa. Ủa sao ở đó? Ở đó có vẽ cái kia mà. Sao vậy? Khi đi bắt nó vẽ ở đây gõ ghê. Cành me ở đây rồi. Rồi vậy là trong hai đá tiếp, năm hai đá chứ đâu. Chiếc xa đạp cái mất tiêu rồi vậy mà nó không mất, nên không có nghiên cứu gì hết. Đừng chúng cũng có bị gì đâu. Cái gì với kêu là cừu bắp này cây trăm đi. Bây giờ nó né mình không nữa. Nó đạp chúng cái đó là biết mình đặt ở đâu rồi. Rồi xa ăn chết mỗi người trước rồi được rồi. Đâu à.
kỳ quan sát. Hồi nãy nổ cái kia hên, kia chết luôn. Bẫy đó, đặt bẫy quá trời luôn. Chết thằng đó. Chết thằng đó. Tìm nó khó như vậy ta. Cùng anh đi có bao ai chưa? Cùng anh đi có bao con đường. Sao kiếm được khác khó, mình đi khó hơn lắm. Tích tích tích.
Tại sao lại căng quá vậy? Bitcoin cho chim quá mà. Lúc nào teleport lại đó. Ba thằng đi chung gặp. Lo bị gì vậy? Thank you.
Trời ơi, núp em. Ý là mình chưa thành thạo cái kỹ năng mà. Rồi khởi luôn. Thôi đi luôn. Phải khuất gì nào nó mới không thấy. Đó, bác nó dịch chuyển lại đây. Đặt cả chỗ mấy cánh cửa đó chứ. Nó kẹp nó kìa. Tự kiếm cái cây để bị treo luôn. Con ơi. Nó không chịu xuất hiện luôn hả? Nó ở đâu nhỉ? Nó ở đâu nhỉ? Dạ, khắp mọi nơi. Không biết nữa ở đâu luôn. Chắc chắn là không.
máy đâu hết trơn à. Cái này cái nghỉ hiện ra máy. Nghe tiếng máy gần đây mà không thấy cái máy thôi. Vô hẹn 7 à. Chúng một con dịch nó định cho mình đặt cháp thì vậy, nó cho mình đặt cháp. Ô con này farm điểm dễ vậy. Cái đặt cháp là có điểm đặt bảy nó cần you
Ngược nó, ngược nó. Chè nó xíu đi chứ. Chứ rồi. Bò lẹ dữ ha. Đặt ở đây nè, giữa đường cho dính chơi. Trận này có vẻ lâu. Mình không muốn kết thúc nó quá sớm. Nó không đi sửa cái máy nào xấu ra được. Thì mình cứ tiếp tục đi đặt cháp thôi. Chắc full điểm rồi quá. Full điểm rồi hết lên. Được rồi, đặt đồ chém.
sẵn đâu. Ông lú ra để người ta cho cơ hội sống sót. Tiêu rồi. Kỹ có được gì đâu nè, họ chết giờ. Tiêu luôn. Hạ nằm không cho mình thấy chứ. Không cho thấy thiệt luôn ta ơi. Mất tiêu rồi. Đấy nó dĩa rồi, tội quá. Mình có cố tình đâu. Nó bò đi đâu bò. Trời ơi. Hát miêu chó, hát miêu chó ơi. Buồn được chứ. Có cố tình đâu. Không được chơi Death by Daylight. Chán quá xe lên rồi. Chưa coi phim nữa, dạo này nhanh ha. Thank you.
Chị fan min hay quá, chị fan min. Hay quá chị fan min ơi. Bắt được chỉ mà không cho chỉ lên hạ hết nữa. Rồi chỉ à. Ở đâu đây? Nghe gì ta? Mất kè luôn rồi. Chuyển rồi ta.
cái gì đó không khá lên trên đất đi. Anh xui vậy. Đi đường kia luôn ha. Mời chờ
Ta 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 sửa đúng cái máy này. Để chết này. What the hell nhanh vậy? Chào em. Nè, đập bẫy mình mà ta. Ah!
Man. Xong luôn. Đi mấy thằng chung vậy? Hay lắm, hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Lại cho anh hả? Ờ biết tự sát thì hay đó. Đấu cho đi. Thấy mất bợt. Ra thì ra đi. Đứng nha.
đang rồi. Hello, xin là mình sẽ chơi con killer bà ngoại tiếp tục. Mình sẽ đi cái máy đầu tiên. Nó đâu rồi? Kìa kìa, nó kìa. Trời ơi các bạn ơi, nó chạy nhanh quá. Mình nhất quyết mình phải giết cái con này cho bằng được. Chạy đâu với ta? Đâu rồi, nó phóng rồi, nó phóng qua đây rồi. Mất tiêu rồi các bạn ơi, nó đâu rồi? Kìa kìa. Thằng mới. Nó cỏ không, không thấy gì hết. Cái đứa này khôn quá. Ê, nãy nó có chữ telephone kìa, dịch chuyển kìa. Tìm ra cái nguyên nhân. Nó đâu rồi các bạn, không thấy nó đâu. Đó, à bấm control đúng rồi. Control dịch chuyển lại. Nút control.
chuyển lại cái chỗ tam giác nó bị đạp á. Đúng rồi. Ha, tao đã biết cái kêu này rồi. Không cần cho là lại liền đó. Sửa máy hả mày? Chạy qua đó nó sẽ bị dính cái bẫy. Chạy đi con. Mày hả bưởi. Đâu rồi? Cỏ không mà không thấy được gì các bạn ơi. Để nó sau lưng. Sắp mặt bà ngoại rồi.
Cũng nhầm nhầm đấy thôi. Trái hổ trái. Con hả mày? Cũng lên điểm rồi. Thank you.
Mày không chịu đi chọn tao chọn chọn nữa con chọn chọn bấm nút này nè là biến lại nè chọn chọn không chọn chọn đi nó kêu mấy thằng này chơi hay quá các bạn ơi mình không thể nào bắt được thằng nào kêu lơ bà ngoại đúng là bà ngoại mà chạy chậm như vua ghèn con kêu lơ bà ngoại nè không có tiền chiêu gì hay ấm nước này nè là biến lại nè biến lại sát bên nó luôn á thì chưa có gành kêu mà phải gành kêu mình mới chơi được giống như búa mình nhắm chuẩn là mình chơi búa chuẩn rồi đó bây giờ là chơi con này là phải nhắm chuẩn mới được thì ra biết cái vòng tam giác đó là bấm nhất này là biến lại có thấy nó để chữ telephone là tao biết biến rồi nhưng mà mình đang ra jam con kia thì mình phang nó biến là mất á còn không biến là tam giác nữa rồi thấy ngay chân mấy cái máy là nó lại nó sửa là mình biến lại đó là dính rồi dịch chuyển mà sau đây mình sẽ chơi cờ bà ngoại tiếp đây là đắc quyết 1 nãy giờ đắc quyết 2 chắc chơi dở lắm nếu mà 15 là được 4 ô à 15 là 2 ô mấy mới được 4 ô chắc vậy mỗi cái 15 không biết nữa mà con bên kia 30 nghe được 3 ô 4 ô 35 10 ấm nó ngồi á là nó không có khóc hello xin chào tất cả các bạn đã chơi chưa và fan game bi fan bi game của mình anh bay bi channel trở lại với channel của mình vẫn tiếp tục là con killer bà ngoại nha thôi giờ đi kiếm nó thôi tại cái máy đầu tiên mình sẽ vẽ ra đây qua mấy cái máy bên kia các bạn ơi những tên này cũng đi kiếm máy thôi mày sửa hả mày
sửa hả mày? Hai thằng này sửa máy hả? Trốn đâu? Kéo bên cây treo luôn. Lên dĩ nằm con. Mày ra đây. Mày dám cho người ta hả? Trái hút trái. Gì vậy? Không lẽ hụt hoài đi. Ơi, hai thằng xin dữ hả mày? Nhẫn hả? Chạy đâu cho thoát với ta? Mày bị treo hai lần rồi, không lẽ mày sống đi? Đâu? Treo này trước đi. Thằng kia đâu? Thấy gì? Nó không dám lại đâu. Hai thì hai chứ nó dụ đi đó. Kìa nó kìa. Sắp mặt vào với tao rồi. Oh.
sắp bật rồi con, sắp bật rồi. Oh oh oh, kiểu lờ bà quái. Chị thương hả mày? Ghê kìa. Má chị thương luôn mày. Trời ơi. Má né hay vậy. Né hay quá các bạn ơi. Thằng này chắc là cũng là grip gồ cái gì nè. À ha. Trời ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Né hoài, ẻo hoài luôn. Đó. Được rồi. Mày hả mày? Nhanh chơi đi, quậy bột rồi. Gì em? Khoan, bắt con này cái. Chơi đi. Thằng này là thằng né nãy giờ nè, biết nhờ nữa. Kìa, nãy giờ có cơ hội là chiếm được hết kìa. Nó mới hồi máu rồi, mình kiếm không thấy nó.
gì đó chứ. Không chứ. Tại vì nãy giờ ông nó đâu dám chơi cơ hội cho lại gần giống như nãy nữa. Thấy người chơi khác là phải chơi khác. Không, đâu giống như anh Đình nãy giờ nó đi kế bên, nó sỉ nhục. Chém trúng. Em Đình đéo. Em kêu nó rửa kìa. Không có làm được gì nó nữa. Mở xong rồi. Đưa cái mở xong rồi chứ. Đau. Đó hay không? Ẹo gần mấy lần. Được càng này chết mà. Đó, ẹo đi. Đồng đội đâu? Lại cứu em. Đồng đội gác trơn rồi, tội nghiệp quá. Về ở đây chơi vậy. Chó bò bò lại đây vậy. Ẩm nó lên. Không rồi. Rồi vậy ra được kìa. Không cái bẫy xịt gì á. Cái bẫy có làm được gì đâu. Cho nó liền lấy rồi cho nó. Nó chạy bóng tiêu. Quay cái sim bên sân bên 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 Impossible Pastor Quarter.
con hay chăng nổi đầu nãy lắm rồi liền luôn, nó cũng chạy qua một bên luôn. Cái rung gì nữa chị cái trước chứ bà gì. Kìa nó, kìa nó. Chị Thương luôn. Cái này là nó mua đầu chị Thương nhóc đi nè. Ăn có. Cái chị Thương gì. Chơi lên cấp nó có. Không để xài quạng hết. Có mà. Ơi Sam bấm phải. Có hết chứ, sạn chút hết vậy. Cũng băng được mấy lần. Chúng bị văn rồi. Băng gì băng rồi. Trời gì chém chúng nó kìa. Xàm đi chứ. Xàm gì để băng rồi. Trong khi mình được nó gì khác gì băng rồi. Cái này rộng quá. Thấy không nào mình ra chỉ được có chúng nào bắt được nào đâu nãy chẳng thấy gì rất là danh biết bắt mà rõ ràng bắt để nó chạy nó tiêu đây. Có chiều nắm nó lòi lại. Xàm không? Đáng ra ở đây phải có chỗ nhảy xuống chứ. Đi theo nó gì cũng có bắt được đâu. Đi theo lưng nó chạy nhanh lắm á. Mở sao mà thôi chứ sao vậy? Mày thấy phí tiền chắc rồi giờ dậu. Nghèo già phải quá. Mua con heo là ngon, heo mà nhất rồi. Con gì đặc chát, không có làm để gì. Dịch chuyển lại là ai là mục tiêu rồi. Bắt nó thì heo đi.
cái gì được mới nghĩ đó. Nằm xuống. Thấy chưa? Đây là hậu quả của những kẻ mà chống đối. Còn nào nữa? Không ra nha, không nha, ngồi đợi nha. Thằng đó cũng ngu, nó không biết bò đi chỗ khác nè. Chưa? Sao đứng lên được vậy? Đợi có thằng lại cứu mình đã chém nó một cái nữa. Những người bạn cùng lớp kia chưa ra, kia thoát luôn rồi, thôi cho lớp hết đi, không thấy cây nào hết trơn vậy. Nên nó lớp hồi ra ngoài thắng rồi, thua rồi sao? Rác thằng đi. Đó, đó đây nè. Đợi. Rồi còn kia chắc cũng lết lết lại cái nhà đây chứ đâu. Rồi cũng tìm cách lết lết lại đây chứ đâu. Rồi. Đợi nó lết lại kia hốt nó luôn cho rồi. Lết lết lại cái cửa. Đặt phải, nó đạp đừng cũng dính gì nữa đâu. Thằng kia không tự thoát ha. Tự động thoát là biết đâu có cơm mai, ăn mai. Hết được, à còn điểm kìa. Thấy ghê chưa? Chưa chết luôn. Nó đang đi bò kiếm. À, cái thùng đâu có mở đâu. Sao thùng không mở vậy? Cái cửa đâu mở. Rồi đó bò ra đây thì sao? Nó dính đâu? Nó bò là đâu có bị đạp dính cái bẫy được. Đi qua cửa kia, nó bò gì nhanh dữ vậy? Đạp mấy này lấy điểm chơi. Ừ, thấy không? Bò hồi cũng thoát. Bye bye Dinh. Thank you.
Bây giờ tới killer bà ngoại của ta đây, ta sẽ giết được 3-4 thằng. Sống năng gã này trời. Để nhiều nhiều đi năng ra. Để năng ra cái cây này nè. Cái pon nè. Năng ra cây này nè. Ba dấu. Các bạn thấy nào mình chơi hay quá thì like và share nhé. Mình có rất là nhiều game. Có rất là nhiều game. Game BS. Game BS và game PC. Có rất là nhiều game, các bạn có yêu cầu game nào thì mình sẽ cứ comment bên dưới, mình sẽ test hết mấy cái game đó. Bạn nào thấy hay quá thì nhớ like và share để kênh của mình được nổi tiếng chút, thì mình sẽ làm nhiều điều thú vị hơn nữa, nhiều game vui hơn nữa. Hiện tại thì kênh mình cũng còn nhỏ. Không có nào vô chân ta. Chán nhất là cái game này là chơi là phải chờ, hiếm quá trời. Thank you.
vô chưa, để nhiều nhiều đi năng có kêu kiếm kêu nào giết chết á. Món gì vậy? Kệ á, ngồi coi tao nè, mà tao bắt được 3 con. Nó bị treo mà nó bị trị thương rồi, nó cũng đâu, nó cũng như là bình thường phải không? Ừ. Treo lần 3. Cái máu mà rớt nằm ở cái máu mà treo. Nó trị thương rồi cũng như không à, treo mà lần nào cũng như lần nấy thôi phải không? Mà phải treo 3 lần. Vậy là trước sau thì cũng 3 cái. Thằng nào chống cự thì nhanh hơn 2 cái. Nghe tiếng cái thằng nào đi vậy? Kìa, yeah, nó kìa, nó sửa máy đẳng kìa. À, thấy mày rồi. Đó. Tính cho bà ngoại sắp mặt hả mày? Trời ơi, gọi đường pin cũng thấy à con. Mày hả bưởi? Ô, kéo bên hầm luôn. Kéo bên hầm luôn. Trời ơi. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Gọi đi, mày cũng mất máu rồi. Tính đập sắp mặt kìa. Đi đâu? Đâu? Lên giá nằm con. Gì vậy?
phải nó sửa máy hư. Cháp là chụp phải cháp. Thấy nó trước rồi, thấy nó trước rồi. Kìa kìa nó kìa. Tao thấy rồi. Chém được ta. Nó lúc này nó mau với cái máy này. Cái gì bấm cái gì chạy đi mày, bấm cái gì, bấm cái gì. Chon thì ngon gao ra đây mà chon nè, chon gì đâu mà không có dám ra đây kìa. Đó kìa, là sẽ chết luôn nè. Ôi, chơi đi.
cái này chạy hay quá. Thank you.
Sẽ giết thằng này luôn. Ông già hả ông già? Ông già đi đâu ông già? Ông già đi đâu rồi? Mới thấy ông già đây mà. Đó đó. Xa quá các bạn ơi. Không, treo nó luôn à. Kịp không các bạn? Nằm ở sau luôn rồi. Ô, không sao. Còn hai thằng nữa. Ah!
chi xác mà. Mày hả bưởi? Lên giá nằm con ơi. Giá kế bên thôi. Đó. Đập cái nào cái này phải không? Chúc mừng em. Má cũng lại cứu à. Giết thằng này luôn. Biết là bấm cách phản rồi nó mới hiện ra telephone với control được. Nhưng nếu mở cháp ra là nó không ấy đâu. Giá cho mở cửa chưa kịp thì gọi mở luôn rồi. Nó mở luôn rồi, nó chạy ra luôn rồi. Ô, chạy đi. Được đó. Nghe treo được hai đứa. Nghỉ không nha. Nghỉ đi.